Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, thường được biết đến với nghệ danh Jack hay J97, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, rapper người Việt Nam. Jack bắt đầu nổi tiếng khi hoạt động trong nhóm G5A và phát hành bài hát Hồng Nhan. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã nhận được 3 giải thưởng tại giải Làn Sóng Xanh và 2 giải thưởng tại Zing Music Awards. Ngoài ra, anh còn được trao giải thưởng nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc tại Việt Nam ở lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2019. Tiểu sử và sự nghiệp. Từ năm 1997 đến năm 2018, những năm thiếu thời và khởi đầu sự nghiệp, Jack sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre và từng là giáo viên âm nhạc của một trường tiểu học ở Mỏ Cày Nam. Về sau Jack gia nhập và hoạt động trong nhóm nhạc G5A, tại đây anh giới thiệu một số ca khúc cùng với nhóm nhạc này như Giai điệu miền Tây và Mẹ ơi 2. Jack bắt đầu được biết tới trong giới underground khi phát hành MV Về bên anh, tuy nhiên không quá rộng rãi trên thị trường V-pop. Jack phát hành bài hát Hồng Nhan ngày 19 tháng 2 năm 2019 cùng với một video âm nhạc trên YouTube. Trong tuần đầu tiên ra mắt, bài hát đã khởi đầu ở vị trí thứ 2 trên Zing MP3, sau đó đạt vị trí quán quân. Bài hát sở hữu hơn 13 triệu lượt nghe trên Zing MP3 và 10 triệu lượt xem video trên YouTube sau một tuần phát hành. Nhờ ca khúc này, Jack được công chúng so sánh với Phan Mạnh Quỳnh và Đen Vâu. Anh nổi lên như một hiện tượng. Năm 2019, hợp tác với KICM, anh tiếp tục phát hành ca khúc Bạc Phận vào tháng 4 năm 2019, hợp tác cùng nhà sản xuất KICM, tiếp tục chuỗi câu chuyện của Hồng Nhan. Ca khúc được đón nhận một cách rộng rãi. Sau đó, Jack cũng thể hiện các bài hát Sao Em Vô Tình tác cùng Liam. Sản phẩm âm nhạc theo hướng ballad nhận được đánh giá tích cực từ công chúng. Jack ra mắt bài hát Sóng Gió, tiếp tục hợp tác với KICM và được quảng bá là phần thứ 3 của Hồng Nhan. Sau khi phát hành, bài hát đã đạt được số lượng người xem lớn trên YouTube. Các ca khúc Em Gì Ơi, Việt Nam Tôi và Hoa Vô Sắc tiếp tục được anh và KICM ra mắt sau đó. Tuy nhiên đến cuối năm 2019, một tin đồn có nội dung Jack và KICM bất hòa hay KICM bóc lột sức lao động của Jack được lan truyền trên Internet. Đáp lại, anh đăng lên tài khoản Facebook một bài viết có nội dung đề cập đến việc bản phát hành Hoa Vô Sắc chỉ đang là phiên bản demo. Sau khi một bài phỏng vấn có nội dung khẳng định không bóc lột Jack được lan truyền trên mạng, KICM nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Năm 2020, Nomad Management Việt Nam chính thức trở thành công ty quản lý Jack. Jack hợp tác cùng Virus phát hành một đoạn demo của bài hát Đom Đóm vào ngày 29 tháng 12 năm 2019. Bản demo đã vươn đến vị trí top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam chỉ với 4 giờ, nhanh nhất Việt Nam. Sau khi rời khỏi ICM Entertainment, anh phát hành bài hát Là Một Thằng Con Trai cùng video âm nhạc vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 trên kênh YouTube G97. Bài hát nhận được những phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn và khán giả. Một số cho rằng đây chỉ mới là bước đầu cho việc thử sức với nhiều loại hình âm nhạc khác nhau của Jack. Trước đó, ngày 17 tháng 2 năm 2020, Jack cũng chính thức công bố kênh YouTube riêng mang tên G97. Jack tiếp tục chứng tỏ sức hút của bản thân khi chỉ vài giờ sau đó, anh đã có trong tay nút play bạc của YouTube. Kênh YouTube G97 nhanh chóng vượt qua bà Tân Vlog để giành lấy danh hiệu nút play vàng nhanh nhất Việt Nam chỉ sau 7 ngày lập kênh. Phong cách âm nhạc, các sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất của Jack bao gồm Hồng Nhan, Bạc Phận và Sóng Gió là sự pha trộn giữa nhạc pop, nhạc điện tử châu Âu và âm hưởng dân ca Tây Nam Bộ Việt Nam. Trong một bài phỏng vấn với Zing News, Jack khẳng định những bài hát của mình là một nỗi buồn mang màu sắc hoài cổ và kết hợp bởi Âu Mỹ và Việt Nam. Về giọng hát, anh được công chúng đánh giá có chất giọng độc lạ và bản thân Jack từng thừa nhận mình hát được những ca khúc mà mình có sự đồng điệu về mặt thể loại, ca từ, giai điệu hay câu chuyện. Nghệ danh bắt nguồn từ người cha của anh rất thần tượng Jackie Chan, Thành Long. Anh lấy tên Jack cho ngắn gọn và là một kỷ niệm với ba của mình. Nghệ danh Jack đã gắn liền với anh từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật và nghệ danh này cũng giúp cho anh gặt hái được những thành công ban đầu. Thời gian gần đây, Jack còn được nhắc đến với tên gọi là G97, danh sách đĩa nhạc. Các bài hát như Giai điệu miền Tây, Lá thư của gió, Mẹ ơi 2, Để đó anh lo, Màu mắt em, Về bên anh được phát hành năm 2018. Hồng Nhan, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình, Sóng Gió, Em Gì Ơi, Việt Nam Tôi, Hoa Vô Sắc được phát hành năm 2019. Năm 2020 Jack phát hành sản phẩm Là Một Thằng Con Trai. Vai trò khách mời trong các chương trình truyền hình như Người Bí Ẩn, Bữa Trưa Vui Vẻ, Bảy Nụ Cười Xuân, Giọng Hát Việt Nhí, Sóng 20, Sóng Vion. Giải thưởng và đề cử. Jack được đề cử trong các hạng mục như Gương mặt ca sĩ của năm, Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm 2019. Và đoạt giải trong các hạng mục như Gương mặt mới xuất sắc, Top 10 ca khúc được yêu thích, Ca khúc được yêu thích trên radio trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm 2019. Và hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích, Ca khúc pop ballad được yêu thích nhất trong lễ trao giải Zing Music Awards. Và hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam trong lễ trao giải Mnet Asian Music Awards Mama 2019. Theo Wikipedia,